Thưa quý vị và các bạn, khi đất nước gặp khó khăn thì truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của mỗi người con đất Việt lại càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, những tấm lòng nghĩa cử cao đẹp đã và đang tạo sự lan tỏa để cùng trao đi những thông điệp yêu thương, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Cụ Hoàng Đình Bảy ở xóm Bố Đức, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn đã 86 tuổi đời. Hai mắt lại bị mù do ảnh hưởng của chất độc da cam. Dù không thuộc đối tượng vận động, nhưng với trách nhiệm của một người đảng viên và mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé cho công tác phòng chống dịch COVID-19, cụ đã dành dụm 2 tháng trợ cấp chế độ chất độc da cam dioxin 5 triệu đồng để ủng hộ. Xã thì cũng cảm ơn cụ và trao đổi với cụ là điều kiện đối tượng cụ là không phải là đối tượng vận động, cho nên là cụ chỉ mức độ cảm ơn tấm lòng của cụ thôi chứ không nhận tiền, nhưng cụ một thái là đóng góp để ủng hộ vào chung đất nước để phòng chống dịch COVID-19. Bản thân chúng tôi là sẵn sàng để ủng hộ, chứ các đồng chí từ huyện đến xã cũng đừng nghĩ rằng là tôi là hoàn cảnh như thế cho nên là không nên ủng hộ thì cái đó. Chúng tôi sẵn sàng, các anh chị quan tâm gia đình chúng tôi rất cảm ơn. Nhưng mà cái chuyện ủng hộ, cái này là trách nhiệm của gia đình chúng tôi, trong đó là 2 ông bà chúng tôi là đảng viên. Không chỉ cụ Bảy mà đã có rất nhiều nghĩa cử. Những hành động đẹp đang ngày càng tạo sự lan tỏa. Đó là thương binh nặng Trần Văn Vân ở Cửa Lò trích 1 tháng trợ cấp 3,5 triệu đồng ủng hộ. Chàng trai Xương Thủy Tinh ở Quỳ Hợp đập lợn tiết kiệm ủng hộ gần 14 triệu đồng. Đó là những cụ già ở tuổi xưa nay hiếm. Tuy cuộc sống còn khó khăn, nhưng đã tích cực ủng hộ gạo, trứng, rau, tiền mặt. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghệ Diên căn cứ chương trình xây dựng kế hoạch, phân công làm tốt công tác vận động, đến nay thì cơ bản là 8 trên 8 xóm đã hoàn thành chỉ tiêu với số tiền ủng hộ về ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã là trên 60 triệu đồng. Ngoài sự ủng hộ về vật chất thì trong thời gian qua, cùng với những lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, nhiều đơn vị, tổ chức hội cũng đã thành lập các đội tình nguyện. Với vai trò xung kích của tuổi trẻ, trong những ngày này, tại 28 điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, đều có từ 10 đến 13 đoàn viên hỗ trợ phục vụ hậu cần. Ban đầu thì chỉ có 5 đến 7 đội tình nguyện, nhưng mà bây giờ với cái tinh thần lan tỏa, với cái tinh thần xung kích tình nguyện với cộng đồng, thì hiện nay chúng tôi đã có tới là gần 40 đội tình nguyện đăng ký tham gia và có tới gần 1.000. Tình nguyện viên với tinh thần là cùng chung tay phòng chống dịch và cùng với ban chỉ đạo huyện là làm tốt thì phần việc phục vụ tại khu cách ly, phục vụ tới gần 600 người trong trên một cái bữa ăn.